Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam thì mỗi năm lại có hàng triệu người được phát hiện nhiễm mới viêm gan B siêu virus, đưa nước ta tới vị trí dẫn đầu trong khu vực là nước có tỷ lệ nhiễm viêm gan B và viêm gan C cao nhất. Và một điều đáng buồn đó là phần lớn trong số đó, khi mà đã được phát hiện ra thì bệnh cũng đã biến chứng thành những bệnh khác vô cùng nguy hiểm. Và điển hình trong số đó đó là xơ gan và ung thư gan. Những căn bệnh này thì có tỷ lệ tử vong rất cao khi mà đã phát hiện ở giai đoạn muộn. Và nhận thấy tình trạng đáng báo động đó trong cộng đồng người Việt Nam, thì Phòng Khám Đa khoa Hoàng Long đã có một cuộc phỏng vấn với giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long. Giáo sư nguyên là trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bạch Mai, nguyên là giám đốc Bệnh viện Đại học Y và hiện tại đang là chuyên gia cao cấp tại Phòng Khám Đa khoa Hoàng Long để chia sẻ và giải đáp những thắc mắc cũng như là những lo lắng của quý vị khán giả đang quan tâm tới các bệnh lý về gan nói chung và bệnh viêm gan B nói riêng. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với giáo sư Đào Văn Long nhé. Thưa giáo sư, là hiện nay có một số bệnh nhân thì có gửi câu hỏi đến và nhờ giáo sư là giải đáp giúp, chia sẻ những cái thắc mắc của họ ấy. Thì ở trên đây em có tổng hợp một số câu hỏi. Thì bắt đầu với lại một câu hỏi đầu tiên, đó là bệnh viêm gan B thì thường có nguyên nhân từ đâu ạ? Và bệnh này thì có nguy hiểm hay không và có dễ lây lan không thưa giáo sư? Viêm gan B ấy, thì bắt nguồn từ một cái con virus được gọi là virus viêm gan B. Đây là một cái bệnh có thể nói là khá là phổ biến. Nó là cái nguyên nhân chính gây nên xơ gan cũng như là ung thư gan trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Con đường lây truyền của cái con virus này là chủ yếu là qua đường máu, qua sinh hoạt nam nữ, và cuối cùng đấy là truyền từ mẹ sang con. Câu hỏi thứ hai gửi đến giáo sư đó là: thưa giáo sư, bệnh viêm gan B thì có chữa khỏi được không ạ? Và để chữa khỏi cái bệnh này thì sẽ phải mất thời gian là bao lâu ạ? Và cho đến nay thì không phải tất cả những người bị nhiễm virus viêm gan B là phải điều trị. Và chỉ có một bộ phận nhỏ thôi là cần thiết phải được điều trị và quản lý một cách chặt chẽ. Những người mà người ta gọi là người mang virus viêm gan B ấy, nhưng mà không có cái biến chuyển gì đặc biệt thì người ta có thể theo dõi 6 tháng một lần. Cho đến hiện tại thì y học cũng chưa có được một cái phương án nào để loại trừ một cách chắc chắn cái virus viêm gan B ra khỏi cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên ở những người cần thiết, những cái người mà cái con virus này nó đã gây nên cái viêm gan B mãn tính tiến triển, gây nên xơ gan, thì cái việc điều trị là bắt buộc. Nó cũng giống như trong cái trường hợp này các bạn hỏi là không điều trị được hết hoàn toàn, vậy tại sao lại phải uống thuốc mãi? Thì câu trả lời là nó cũng giống như là thí dụ như chúng ta có một cái kẻ mà nó trộm cướp, có thể là chưa không tử hình được, nhưng mà chúng ta có quyền bỏ tù, nhốt lại. Thì lúc bây giờ cái con virus viêm gan B này, trong trường hợp đấy chúng ta uống thuốc với cái ý nghĩa như vậy. Và cái thời gian mà dùng thuốc ấy thì tùy từng loại thuốc, có thể là kéo dài, rất dài, thậm chí có một số bệnh nhân phải dùng cả đời. Và cũng có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ dùng trong cái thời gian, thí dụ như thế là 6 tháng hoặc là bao nhiêu đó thì sẽ do bác sĩ điều trị của bạn quyết định với cái loại liệu trình điều trị mà bạn đã được lựa chọn. Giáo sư cho em biết đó là mức độ phổ biến của viêm gan B tại Việt Nam như thế nào ạ? Và những người thì có nguy cơ lây nhiễm cao nhất viêm gan B là ai ạ? Chúng ta chưa có một cái thống kê một cách chắc chắn là cái tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B của Việt Nam nó là như thế nào. Nhưng mà người ta thấy nó dao động. Có lẽ là Tổ chức Y tế Thế giới họ cho rằng là cái tỷ lệ nhiễm ở Việt Nam chúng ta nó dao động một khoảng 10% dân số. Nói một cách khác đi, chúng ta có khoảng độ 9-10 triệu người bị mang virus viêm gan B. Và một cái bộ phận trong số đó là phải điều trị và điều trị tương đối lâu dài. Thì đó là một vấn đề mà chúng tôi cho rằng là khá là lớn là đối với cái vấn đề chăm sóc sức khỏe ở nước ta. Dạ vâng.
Câu hỏi thứ tư được gửi đến giáo sư đó là hiện nay thì có những cái phương pháp nào hay là những cái xét nghiệm nào để biết là mình bị nhiễm viêm gan B ở các bệnh viện hoặc là các phòng khám họ hay sử dụng ạ? Thứ nhất là những cái người mà thí dụ như tự nhiên ngoài cái virus viêm gan B ấy, thì nó có, chúng ta biết là ngoài virus viêm gan ấy, các virus gây viêm gan thì có khá là nhiều. Hiện nay người ta phân loại ra A, B, C, D, E, F, G. Và ngoài ra còn có một số các loại virus khác cũng gây nên viêm gan. Nhưng mà gây nên viêm gan mạn ấy, thì chủ yếu là hai loại virus viêm gan B. Đối với virus viêm gan B ấy, thì chúng ta có thể làm một số những cái xét nghiệm. Thứ nhất tức là chúng ta, cái đầu tiên là chúng ta các cái xét nghiệm để phát hiện sự có mặt của virus. Thì hiện nay cũng có nhiều loại, nhưng mà thông thường là người ta xét nghiệm cái HB, SAG, tức là cái kháng nguyên vỏ của virus. Nếu mà có cái kháng nguyên này thì có nghĩa là có virus. Người ta, những người mà âm tính ấy, thì có trong một số trường hợp người ta cũng xét nghiệm thêm là cái anti HBC để xác định xem là có mặt con virus hay không. Thế ngoài ra người ta xem xét cái sự nhân lên của virus, thí dụ như cái HBE, anti HBE hoặc là định lượng virus HBV DNA. Thế còn ngoài ra thì cũng còn có thêm một số những cái xét nghiệm đặc biệt khác nữa mà trong một số trường hợp cụ thể thì chúng tôi sẽ chỉ định. Và một câu hỏi thứ năm gửi đến giáo sư đó là hiện nay thì ở trên thị trường có rất là nhiều thuốc bổ hoặc là thực phẩm chức năng ấy mà theo như quảng cáo để giúp chữa khỏi các bệnh lý về gan hoặc là bệnh viêm gan B ấy, thì theo giáo sư là có nên dùng bừa bãi những các loại thực phẩm chức năng này hay không ạ? Thực phẩm chức năng thì cũng có những vai trò nhất định của nó, nhưng mà chúng tôi nói ngay là đối với virus viêm gan B ấy, thì thực phẩm chức năng cũng như là cái thuốc mà y học cổ truyền thì Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định là nó không có tác dụng gì trong vấn đề điều trị. Rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta dùng khá nhiều và cũng tốn tương đối nhiều tiền để chữa với cái quảng cáo là, hoặc là bảo là chữa khỏi hoặc là bảo là hỗ trợ cho điều trị. Nhưng tôi xin lưu ý với các bạn là khi cái lá gan của chúng ta nó yếu thì nếu chúng ta uống càng nhiều thuốc thì tất cả các thuốc khi vào thì phần lớn là chuyển hóa qua gan, thì rất có thể nó sẽ gây nên cái quá tải cho cái lá gan, thậm chí là nhiễm độc. Hàng ngày chúng tôi vẫn gặp rất nhiều những cái trường hợp mà viêm gan do thuốc, tức là cái gan nó bị ngộ độc do thuốc. Thì ở đây là một vấn đề mà chúng tôi cho là hết sức là thận trọng. Một câu hỏi cuối cùng mà một bạn khán giả muốn gửi đến giáo sư đó là giáo sư có những cái lời khuyên gì muốn gửi đến cho bệnh nhân đang mắc các bệnh lý về gan nói chung hay là bệnh viêm gan nói riêng ạ, viêm gan B nói riêng, ví dụ như là chế độ ăn uống cần ăn gì và không nên ăn gì hoặc là chế độ sinh hoạt thế nào cho là giảm tình trạng của bệnh? Chúng tôi nghĩ rằng có một số những cái nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại vô cùng quan trọng đối với cái người mà bị các cái bệnh về gan. Thứ nhất ấy là về chế độ ăn uống thì chúng ta nên ăn nhiều rau quả tươi. Những cái thịt thì chúng ta nên hướng về những cái thịt, thí dụ như là cá, những cái thịt có màu trắng, thí dụ như thịt gà, cái ức gà là rất là tốt. Hạn chế những cái gọi là chúng ta ăn một số những cái đồ ăn mà không có lợi cho cái chuyển hóa của gan. Thí dụ như thế là chúng ta ăn quá mặn, thí dụ như chúng ta ăn một cái chế độ rất là nhiều mỡ, mà đặc biệt là mỡ động vật. Đấy. Rồi là chúng ta cũng phải hạn chế một trong những cái chất mà nó gây nên cái gọi là cái độc cho gan rất là nhiều, đấy là cái tình trạng chúng ta uống bia rượu quá nhiều. Thì đây là một số những thứ mà chúng tôi cho rằng là rất là không nên. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì tuy là những cái người bị bệnh gan, ngay cả trong cái điều kiện viêm gan virus thì cũng nên duy trì một cái chế độ luyện tập thể dục ở cái mức độ mà tùy theo cái tình trạng bệnh mà các cái bác sĩ sẽ có những hướng dẫn cụ thể. Tóm lại chế độ ăn uống và sinh hoạt là vô cùng quan trọng. Thật là đáng tiếc khi rất là nhiều bệnh nhân Việt Nam của chúng ta do tức là không được tư vấn một cách cụ thể cho nên uống thuốc một cách tùy tiện và nó làm nặng thêm cái bệnh tình sẵn có. Với những trường hợp bị viêm gan virus B thì chúng tôi khuyên các bạn những trường hợp mà chưa phải điều trị thì cứ khoảng độ 6 tháng chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần
bao gồm có men gan, có một số những cái xét nghiệm cơ bản về virus viêm gan B và có siêu âm cái ổ bụng, trong đó bao gồm có siêu âm gan. Những cái trường hợp mà điều trị phải điều trị, đặc biệt là với các cái thuốc kháng virus, thì cái việc điều trị một cách gọi là chúng ta liên tục và uống một cách thường xuyên là hết sức cần thiết. Chỉ được dừng thuốc khi đã có một cái kiểm tra kỹ lưỡng và theo lời khuyên của thầy thuốc. Chúng ta không nên bỏ thuốc với giữa chừng.